các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện món miến măng. Và để thực hiện được món này, các bạn đi chợ như sau: 150g nấm đông cô, 150g nấm bào ngư, 200g măng khô đã được ngâm mềm, boro, gia vị sẽ gồm đường, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn và dĩ nhiên phải chuẩn bị thêm một ít miến. Nấm đông cô và nấm bào ngư thì đã quá đơn giản, chúng ta có thể cắt đồng tâm, cắt sọc. Và với nấm bào ngư thì do món ăn này là món nước cho nên các bạn không cần phải xé, trừ những cái nấm quá lớn, còn thì các bạn để nguyên. Măng thì hiện nay ở chợ có bán loại măng khô đã được ngâm mềm và đã luộc rất kỹ, người ta đã xả rất nhiều lần, các bạn có thể mua về và xé sợi như thế này. Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải xào măng. Với việc các bạn xào măng trước thì chúng ta phải dùng dầu ăn rất nhiều, bởi vì măng trong quá trình xào giữ dầu chứ không có nhả dầu. Bạn sẽ cho măng vào đây. Khi cho măng vào thì chúng ta cũng cho luôn boro. Và boro để nguyên, các bạn đừng có cắt nhỏ, cắt mỏng hoặc là băm. Chúng ta để nguyên như thế này cũng không đập dập. Bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị. Gia vị sẽ gồm nước mắm, hạt nêm, đường, các bạn sẽ xào cho gia vị thấm vào măng. Thời gian xào, nếu lửa riu riu thì xào khoảng 10 phút, nếu lửa lớn thì các bạn sẽ xào khoảng 5 phút. Sau khi xào gia vị thấm vào măng rồi thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước, chỉ hơi xâm xấp thôi. Và chúng ta sẽ rim. Người miền Trung gọi là rim, tức là chúng ta nấu lửa trung bình cho đến khi nước ở trong cái nồi măng này cạn bớt. Vì sao chúng ta phải làm như vậy? Vì các bạn biết rằng nếu các bạn không rim như thế hoặc là không xào cạn như thế thì măng sẽ không thấm gia vị. Và miến măng hay bún măng chỉ ngon khi chúng ta ăn sợi măng có vị mặn, ngọt, rõ ràng. Nếu các bạn chỉ xào sợt sạt, tức là chúng ta chỉ xào cho có thôi và chúng ta đem chúng ta nấu, thì dù các bạn có nấu bao nhiêu đi chăng nữa, nước dùng có đậm đà cỡ nào, măng cũng không thấm gia vị. Sau khi các bạn xào và măng đã thấm gia vị rồi, chúng ta sẽ cho nấm đông cô. Nếu chúng ta không thích nấm đông cô thì chúng ta sẽ thay bằng nấm hương. Sau khi xào nấm đông cô với măng, các bạn sẽ cho nấm bào ngư và cũng đảo đều. Sau đấy chúng ta cho nước vào nấu. Sau khi nấu khoảng 1 tiếng đồng hồ để tất cả các gia vị thấm vào măng, nấm, bây giờ chúng ta chuẩn bị một tô miến măng. Các bạn không cần phải trụng miến, bởi vì nếu các bạn trụng miến thì miến sẽ nhão. Cho nên các bạn chỉ ngâm miến cho mềm. Sau đó chúng ta sẽ cho vào tô. Và trước khi cho miến vào tô, chúng ta chuẩn bị một ít giá. Các bạn cho giá xuống tô trước. Bây giờ chúng ta sẽ cho miến vào. Bây giờ các bạn sẽ múc nước trước. Các bạn nhìn thấy rằng khi cho nước đang sôi vào thì miến trong vắt và giữ được cái độ dai của nó. Sau đấy các bạn mới bắt đầu xếp nhân. Nhân ở đây chính là các loại nấm. Và bây giờ là măng. Chúng ta sẽ cho một ít rau răm ở bên cạnh.
thân mến, miến măng dùng nóng và khi cần các bạn có thể cho thêm một tí tiêu hay ớt tùy theo ý thích của mọi người. Đôi khi miến măng lại dọn chung với lại rau xà lách cắt thật nhỏ và rau muống. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng giá là hợp lý nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Món Chay lần sau.